hành động mặc bikini phản cảm của nữ du khách người Đài Loan Trung Quốc và những gì cô phải nhận về ngay sau đó đang hấp dẫn sự lưu ý của dân mạng. Ngày 10 tháng 10, cô gái cùng người chơi trai đi dạo trên bãi đại dương ở Boracay, Philippines với bộ bikini mà nhiều cho là mỏng tanh như sợi dây. Hình ảnh của cô bị người dân địa phương chụp lại và báo với cảnh sát. Bộ đồ nhạy cảm của cô gái bị dân mạng chỉ trích gay cáo. Sau đó, cô gái phải lên trình diện cảnh sát, được nhắc nhở mặc y phục phù hợp và nhận mức phạt là 2.500 peso hơn 1,1 triệu đồng. Câu chuyện chưa dừng lại ở đó. Danh tính và hình ảnh của nữ du khách liên tục bị phơi bày trên các trang mạng làng mạc hội. Cô gái sau đó đã bị phạt tiền. Người yêu của cô gái thế hệ đây công bố thanh minh bằng bài viết 2.000 chữ trên trang cá nhân. Anh này cho hay người chơi gái đang suy sụp nặng nề sau vụ việc. Thậm chí, cô còn bị khủng khiêm và vì danh tính bị lộ trên khắp các trang mạng. Bên cạnh đó, anh chàng cho hay cả hai trông thấy siêu thị bán bộ bikini trên đường đi dạo và đã mua về diện. Anh này cũng thừa nhận bộ đồ có phần nhạy cảm nhưng cho rằng việc mặc nó không phải phạm pháp. Tôi chỉ muốn nói thêm rằng cô ấy có dán miếng bảo vệ ngực để không lộ phần nhạy cảm. Nhưng nếu bộ đồ phản cảm quá, tại sao siêu thị trên lại bày bán? Cô ấy đang chịu nhiều áp lực và bị đối xử bất công. Tôi chờ đợi dư luận đừng tiếp tục chỉ trích hay chia sẻ những hình ảnh không hay, anh viết. Điều chàng trai bức xúc hơn cả là hình ảnh người chơi gái bị chụp trộm với chất lượng kém, truyền thông địa phương đăng tin mà không làm mờ mặt cũng như dùng nhạy cảm. Tuy vậy, anh chàng cũng thay mặt người chơi gái xin lỗi dư luận vì hành động thiếu suy nghĩ của cả hai.